Cái cánh nó nhỏ xíu ha, nó héo á các bạn, về mình mới tưới nước nè. Này cả nhà, cái chậu nó nhỏ xíu vậy nè. Mình mua có mấy cái búp búp nè các bạn. Các bạn biết cái chậu này người ta bán cho mình nhiêu không? 9 đô đó các bạn. Dễ thương ha. Thường thường á các bạn, người ta có bán cái chậu nó bự hơn cái này nữa là 16 đô, rồi cái bự hơn nữa là 20 mấy đô nữa. Mình mua cái chậu nhỏ nhất ở trong cái tiệm luôn. Ở này á các bạn, mùa hè á trời nắng quá à, nên bông nó dễ bị héo. Mình tưới ở trên cái bông luôn á các bạn, cho nó đừng có héo. Này cả nhà, người ta sợ cây bông á nó bị gãy á, người ta có cầm cái cây á, người ta có cái đồ kẹp lại nè các bạn, dễ thương quá các nhà ơi. Thấy thương không? Mình tưới có nước gì cái bông nó tươi hoài luôn. Để ngay cái bàn á các bạn, mình ngồi á mình ngắm cũng thấy vui. Cả nhà, cái này nó mới bước ra nè. Vậy chứ cái chậu lan này là các bạn mình trưng hả, cỡ hả 2 tháng nó mới héo đó, tại vì mình để trong nhà đó các bạn. Dắt tối ha, cái mình đi tưới miếng nước gì nè, cái sáng hôm sau á nó tươi hoài luôn mà không có cần tưới nhiều, xương ở trên cái lá này thôi. Cái nhà thấy thương nha. Có cái loại mà tím á các bạn, mà tím nó cái màu khác, tím nó đậm hơn nữa. Rồi có cái loại mà nó tím mà nó hơi trắng trắng nữa các bạn. Còn cái này mình mua tím đều luôn, người ta bán nhiều màu lắm. Như cái loại hoa mà tím giống như củ khoai tím á các bạn, củ khoai lang mà tím như thế, tím đậm luôn. Rồi có cái loại màu trắng nữa. Cái lá các bạn nó dày á miếng. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Bye cả nhà.